Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Vlog nha. Anh em ơi, Sơn Dừa Vlog của anh em mình đã quay trở lại nha anh em. Không biết là anh em mình ăn hại hơn xưa hay sao? Gì? Là bữa nay coi ngày rồi, ngày lành tháng tốt chưa? Mướn thầy rồi coi chút ông chưa dễ mơ. Thầy đây. Đứng đây. Anh em ơi, hôm nay là ngày 14 âm lịch nè, 14 tháng mấy? 14 tháng mấy ta? 14 tháng 11. 14 tháng 11, tháng 10 tháng 11. tháng 10 âm lịch nha, là ngày dương là ngày 26 tháng 11 nha. Hôm nay anh em mình quyết định anh em mình sẽ khai trương đầu tiên nha. Anh em thường thường nói là ngày 14 thì cử đừng có làm hết, nhưng mà hôm nay mình cảm giác anh em trong team mình là hợp tính nhau, anh em nào cũng đồng lòng, cho nên là cứ được làm người là mình quất nha anh em. Mấy bề hôm mình cũng coi ngày lựa ngày tốt mà cuối cùng kênh làm cứ bị tắt kiếm tiền và sự cố liên tục. Hôm nay mình chơi nghịch lại thử như thế nào nha anh em ơi. Đó, hy vọng là anh em sẽ yêu quý ủng hộ trên kênh này của anh em mình, vẫn là Sơn Dược Vlog nha anh em. Làm lại từ đầu luôn nha anh em ơi. Anh em chịu khó đăng ký cho nó nhiều cái để mình được bật cái kiếm tiền, để mình có động lực để mình làm những clip hay để okay. Cho anh em xem nha anh em. Anh em nhớ chịu khó đăng ký kênh nha. Chắc là bây giờ hiện giờ kênh mình mới mở luôn, như một trang giấy trắng luôn anh em, mà làm lại từ đầu luôn, cho nên là anh em search có khi là chưa ra cái kênh anh em mình. Thì anh em nếu đã xem clip này, đang xem clip này thì nhớ bấm đăng ký kênh giùm anh em mình cái, để nhanh chóng anh em mình đạt 100.000 người đăng ký là tốc độ nhanh như cỡ nào. Và thứ hai nữa là khi nào mình bật được kiếm tiền nha, kênh vẫn chưa được bật kiếm tiền đâu anh em ơi. Khi nào mà anh em xem anh em thấy có quảng cáo là chúng tôi là kênh mình đã bật kiếm tiền nha anh em ơi. Hôm nay thì anh em mình cũng làm dân giả thôi, bữa cơm nha, gia đình với mấy anh em thôi. Càng về sau thì nói trong cuộc sống bây giờ càng khó khăn thì anh em mình càng phải cố gắng làm nhiều nữa. Hy vọng là anh em yêu quý ủng hộ anh em mình, nhấn nút like ủng hộ anh em mình để anh em lấy động lực. Anh em sẽ làm nhiều clip hơn cho anh em xem nha, càng ngày phải càng hay hơn nữa để gửi đến anh em khán giả. Hôm nay Vũ làm món gì đem trai? Hôm nay mình có làm món là rau muống luộc nè, thịt luộc nè, có dìa nướng, rồi canh gà lá giang. Ok anh em ơi, hiện giờ trong team anh em mình là có là anh Tiên đây, là cũng người mới vô đây. Anh em anh này là chuyên gia quản lý kho mắm của anh em mình. Vũ Mập, Hiển Trập, gà gô và Trọng Gió nha. Còn Toàn Đen thì Toàn Đen đang có kênh riêng làm. Em nó làm thì lâu lâu anh em cũng qua lại ủng hộ hỗ trợ cho em nó làm nha. Nói chung Toàn Đen cũng có kênh mới nha, anh sợ Toàn Đen không có nhiều thời gian để quay chung với anh em mình. Còn anh em mình tất cả là đều nhau hết, ai rảnh thời gian nào thì cứ ủng hộ lẫn nhau thôi. Anh em cứ ủng hộ bên Toàn Đen và vẫn ủng hộ anh em mình. Đấy, càng ngày càng gây dựng để phát triển lên cho hấp dẫn nha anh em. Rồi muốn này anh ghép lên cho em. Được rồi, xanh. Bỏ dầu vô xanh anh em. Bỏ dầu với chút muối vô là luộc. Anh em có cái dĩa to rồi. Dĩa đây anh em mình sẽ có những trận siêu kinh điển nha. Anh em nhớ đó kinh điển nha. Anh em mình sẽ nghiên cứu những ý tưởng hấp dẫn để gửi đến anh em bà con cô bác trên mọi miền đất nước nha. Lâu quá rồi, nói chung anh em mình cũng nhớ cả khán giả quá anh em ơi. Nói chung dạo này bắn mém công việc đồ nó ban đầu nó vô cái guồng ổn định rồi á. Anh em mình có thời gian rồi mới quay trở lại làm, mở kênh lại cho bài bản. Làm như một trang giấy trắng luôn. Mở kênh mới, làm lại kênh mới. Là bây giờ mình quay về nha. Mình quay về rồi nhưng mà mình chưa tạo cái kênh. Rồi xíu nữa mình chỉnh clip xong rồi mình mới tạo cái kênh rồi mình đăng luôn trong ngày hôm nay luôn. Đó là gọi là nóng hổi, là vừa thổi vừa xem luôn anh em ơi. Hôm nay mình chơi nóng luôn á. Rồi anh Tiên nướng cái nướng cá gì cho anh em xem, cái gì ở ruộng á, cái gì ở sông mình nha. Rồi anh em có anh em đang thịt bò không? Có con ấy đây, con kia gọi là bê làm luôn. Con này gọi là bê thui á, bà nó bà lì lắm nha. Đấy. Bà nào lì là cho lên bếp hết. Đấy, bà lì lắm. Anh em có ăn chuối cay không, chuối chắc cay không, qua kia không? Còn nó ủi mấy cây chuối rẻ hết bây giờ. Mấy chuối anh em mình trồng để anh em mình ăn sống á. Ăn sống rồi gọi là sắc chuối chuối cay ăn sống. Gà lũ cũ luôn. Anh em nào thích ăn gà, gà nhà mình là gà chỉ nha. Thích con nào là chỉ của nó nha anh em. Phía sau nhà mình là cái bên này nè, đang là chuyên gia có truyền thống gà đá nha, gà chọi hồi xưa giờ nha. Phía sau đây nha anh em ơi. Anh em cũng hay livestream để chơi lắm. Còn anh em mình thì anh Hải nghĩ rồi, anh em mình không dám đi theo con đường gà đá đâu. Đấy. Có nhiều thì chơi bao nhiêu chứ không dám. À bữa nào hy vọng anh Hải về. Anh Hải về mời anh Hải qua quay bữa cho vui. Anh Hải đi biển dạo này đi mấy tháng chưa về? 2-3 tháng rồi á. Chắc anh đi biển đường dài coi sao? Coi thử tháng này chú Hải vô trại gì biển đó này. Đó, coi anh Hải liên hệ thử. Anh Hải anh vô rồi kia là có màu có mỡ vô gặp anh Hải lâu cũng nhớ anh Hải quá. Anh Hải thấy vậy cho mình quý tính anh Hải lắm các bạn ơi. Đó, mỗi người mỗi cái tính, anh lớn đam mê, ai cũng có cái đam mê, người thì đam mê gái, người đam mê rượu chè, người đam mê cờ bạc thì người đam mê cái này cái kia, còn người mà không đam mê cái gì thì mới sợ nha anh em. Là vàng đấy. Lá giang là ăn cái món này là láng da nha. Đúng rồi, láng da, lá giang. Lâu lâu anh em quay lá giang là cảm giác đây không khí nó hào hứng là mình phải bóp lên nha. Anh em thích anh em làm clip gì, ý tưởng gì anh em cứ bình luận nha. Cái bình luận nào mình nhiều like nhất là anh em mình sẽ quất một cái cho nó hấp dẫn nha anh em ơi. Đây, làm theo bình luận của khán giả luôn. Anh em nào thích cái gì thì mình chơi cái này thôi. Đấy. Mình cứ sống giản dị đơn giản bền lâu được.
bao nhiêu năm rồi khán giả vẫn còn yêu quý anh em. Xem thử là bao nhiêu khán giả tìm thấy kênh anh em mình nha. Chiều nay mình không làm cái video ngắn để lên kênh cũ mình đắp mình báo cho anh em biết qua kênh này nè. À thông báo ấy. Thông báo hay, chứ. Đẹp thông minh đấy. Thông minh. Nhưng mà bây giờ thông báo mà nhiều khi anh em không biết đường nào tìm đâu. Kênh máu. Gắn liền chưa à. Gắn liền nó nhảy ít tìm lắm. Để chờ vài hôm nữa đi. Vài hôm nữa anh mới chắc gắn. Chắc cũng ghi trước cũng được. Rồi. Chứ bây giờ tìm cũng khó. Kênh mới mà mới sạch luôn à. Chưa tạo kênh luôn. À, chưa tạo làm bây giờ trước không? Ừ. Mình chơi là ứng trước, mình gọi là tiền trảm hậu tấu. Đó, để mình chờ. Mình tiền ba chỉ chuẩn bị nè anh em ơi. Anh em ơi, cái món của anh em mình nè. Rất thích ăn cái món rau, là có rau có thịt các kiểu nha. Đấy, mấy món này thì chấm với mắm nêm hay mắm mực của anh em, đặc sản Bình Định của anh em mình thì số dách nha và thêm cái cà nữa. Cái cà giúp được cho em làm ăn chăng manh bọc. Cà đây giúp được ra được rồi. Cái nhỏ tí mà ăn cho nó ngập mồm. Không, phải chắc càng ngày mới đó nó mới giòn, có độ giòn. Ok. Chứ mẻ không có hay không? Lâu nào dạo này anh thấy em ít ăn mà sao nó mập ra vô. Ăn mắm không có mập. Làm được dinh dưỡng mắm cao phải đâu. Xúc 10 kg. À, ăn mắm á là mình kiểu mình ăn mắm là mình uống nước là tích nước. Thế là anh là muốn mập là liên hệ mắm á. Thấy không? Không, anh em thấy không? Mắm của anh em mình không có gì, ăn chỉ lên ký thôi à. Không có xúc ký nha nè. Còn qua YouTube thì Vũ 83 kg bây giờ lên 2 kg anh em hiểu không? Ít bằng đồng quá sao, ít leo núi leo rừng quá. Vẫn leo tốt nha. Leo tốt luôn. Có hộ gia anh phụ luôn cho nhanh chóng rồi anh em mình làm rạc ăn cơm trưa cái luôn nè. Ngày qua anh em mình leo núi ăn ok anh. Hay. Cái gì mình chan nướng thích nướng hơn chiên hay Vũ? Nướng mình ăn mắm độc ngon chứ. Ê Vũ ơi, bữa nào anh em mình qua biển đang biển động nhưng mà nó lại có con cá gì? Cá đấu là một với lại con cá gì mà nó đâm nhất tay lắm. Cái gì à? Con cá giò á. Bữa nào anh em qua bên câu mình kiếm mấy clip biển động về cho hấp dẫn. Để bữa nào anh mai đi. Để bữa nào anh ra vô tiệm thuốc nào xin anh mua 2 liều thuốc cho sống. Anh quất một lần 2 liều, 20 liều luôn. Anh liều mạng anh ra ngoài đấy. Cái hòn đó là phải qua Tết rồi. Ừ. Chứ giờ là gió đêm được không? Bữa nào á? Là ngày mai là mình đi qua mình chài cá rồi mình thả lưới luôn. Ok. Được không? Lấy cá đấu như ngày hôm qua mình nướng. Ok. Rồi là rồi mình xương xương thôi. Ok. Bữa nhiều quá. Anh em thông cảm cái nha. Anh em mình vô team mình thì ai cũng phải cạo đầu cho nó đẹp trai nha. Nó láng nha chúng nha. Anh Tiên có chấp nhận cạo đầu không? Ok nha, anh em mình làm thấy cái gọi là có một sự gì đó cống hiến cho khán giả một xíu. Anh em phải đầu láng ót vô cho nó ra một cái hình tượng của team mình cho nó. Để cho anh em nhìn là anh em nhớ anh em mình. Anh em mình đang xa xa đang trồng một cái đám rau dền á. Để kiếm lưới chuồng bao lại nha anh Tiên. Chứ không mấy gà nó ăn hết. Cái lá vàng nó mình trồng á, lá vàng trồng nó ít chua. Nên mình phải thêm vị chua. Ở rừng à nó mới chua thiệt sự á. Đúng rồi, lá vàng mình trồng nó không chua bao nhiêu. Anh em cái gì cũng tự nhiên nó mới chua. Cái bữa mà ăn cái món mà thịt luộc với rau muống luộc nha, là anh em luộc thịt trước, lấy cái nước luộc thịt anh em bỏ vào lá giang mình có lá này luôn à, cho lá quế cho nó thơm phải không? Đúng rồi, nấu canh hay cho lá quế vô. À đặc biệt là anh em à, thí dụ như anh em mà nấu kiểu canh lá giang chua thế này nè, anh em nấu xong hết rồi trước khi vuốt xuống anh em nêm chút mắm nhĩ vô, nó sẽ làm dậy cái mùi thơm cực kỳ nha anh em. Đó là cái chiêu mà anh em mình hay sử dụng lắm anh em à. Cái này là gọi là thơm ngon tới giọt cuối cùng nha. Khi mình tắt bếp á, mình cho miếng nước mắm nhĩ vô nha anh em. Nó cho xíu mắm nhĩ rồi nó sẽ thơm nha. Anh em cũng trưa rồi, mời anh em vào ăn cơm với anh em mình nè. Không khí trời nó mát, muốn mưa rồi cái nhà đất các kiểu không khí đơn giản anh em ơi. Đấy, nhiều anh em ở xa quê chắc nhìn cũng nhớ cái cảnh này lắm anh em ơi. Đây, cà áo. Rồi, cà vô để dằm nó ngon nha. Cà pháo rồi dầm cứ dầm vô, cà pháo dầm vô, mời tất cả anh em nha. Cà pháo rồi cứ dầm vô mắm đục cái kiểu nè, mắm đục anh em. Thử trước cục thịt gà kìa. Mời cả nhà nha. Gà ngon. Anh em mắm mực nha. Chị bà chỉ cà pháo mắm mực anh em cứ chấm vô. Các bà làm miếng. Ăn kiểu vậy nè bà. Rồi ông thấy không? Rồi thấy gì đó? Chưa thiếu gì à? Cái miếng còn luôn anh. Cái gì này? Lấy một con này mình còn mình rứ trong đây cho. Vậy rứ luôn. Còn con này. Chèm này rứ luôn hết luôn. Hai con luôn không? Ừ. Rồi. Đó anh em. Đấy, anh chấm chấm này xíu này. Rứ lên nha. Vô ơi cho ra mắm đục lên em ơi. Đấy, rứ một con này trước rồi con kia mình từ từ. Đó. Khỏi anh chơi trực tiếp này luôn. Mắm đục đồ rau mình chấm luôn cho nó lê thì hoành tráng luôn. Đấy. Đấy. Mắm đục lên là mấy con ruồi thấy thơm nó hay bay tới nha. Đấy. Rồi để anh chấm nữa.
bỏ hết luôn cũng được, trạng qua cà pháp mình chấm luôn vậy luôn đó, trộn luôn đó, vậy đó bà chỉ chấm luôn cũng được. Dứt miếng cà pháp ra đây mà xí nữa là mắm nó ra cái thịt nó ngọt, cái thịt cá lắm anh em à. Ngon lắm anh Tiên, anh Tiên gấp tới không? Mắm mực mắm đục đều cho cà pháo được hết nha, đều chấm cá nướng cá chi được hết nha. Mình đầu ăn lại một bữa hấp dẫn quá. Mình dèm cho mắm vô ăn cá nó ngọt đúng không? Cái mắm chấm nó cũng ngon lại, tăng cái độ ngon. Nó hòa hiện lắm. Camera nó thèm kế đúng không? Chọn lắm, chọn trước. Anh em thích mà ý tưởng clip gì anh em cứ bình luận nha. Sao năm nay nó chưa thấy thấy lục ha? Hôm bữa kêu đài báo kêu sao bão số 9 rồi. Mưa ầm ầm rồi thôi, không thấy mưa rồi. Ok, chờ xả xe ông lục á. Sợ nó xả rủ xe ông lục quá mới mệt đó. Chắc là kiểu chạy không à. Mấy tham gia cho chơi kiểu chờ xả xe ông lục. Chờ kiểu mình khổ. Mất giống báo ngày 25 tới ngày 27 mưa lớn lắm rồi sao không mưa. Làm sao không? Bà con ở vùng nào không biết chứ riêng ở vùng mình á. Cứ thấy trời nó nén nén là xả ruộng, xả ra ngày trước ngày sau. Mưa nấu nước luôn. Nấu nước là tao giống đi luôn. Có khi có mùa mà nhà nước cấp tới 2 3 lần giống luôn. Nên mình mua chứ đâu cấp. Gió làm 4 5 lần luôn chứ. Đấy, cái đấy mình mua cho đúng không? Đúng. Mà nhà nước không hỗ trợ. Còn cái gì là hình như là toàn quốc có bán toàn quốc không ta? Ở đâu có. Có ở cái biển mình. Mấy mực cái này nó đặc đụng nếu ăn ngon kìa. Vừa sông vừa biển chứ. Nước xài. Nước biển biển cũng có mà sông mình có. Chất lượng. Mấy độc đêm mà anh em ăn cá nướng là mình nói là khỏi luôn, khỏi bàn luôn nha anh em. Không bao giờ chơi được. Ở ngoài thấy mấy anh em thèm luôn á. Mấy thịt ba chỉ này vũ mùa đạt chuẩn á. Mực để quà hiếu ăn ngon anh em. Mời anh em nghe. Cái nước cá ra này cũng ngọt. Quá ngon. Cá thấm mày kiểu thấm không? Ý bà, lặn nha. Lặn. Có anh đi biển không? Không, không đi biển tôi lặn nha. Lặn đi. Ê, nghe nói mai anh em đi biển á. Mình đi bay mười đâu có đi ghi đâu lặn. Lặn cá là cử là chìm xuồng á. Bây giờ hết rồi, bây giờ cử. Cậu trước đi biển là mấy anh lớn á, cử nhiều lắm. Chứ là mấy anh già, cử lắm. Cử lặn cá đâu, cử biết sao quà đâu, cử da màu gì tùm lum. Chứ bây giờ không, bây giờ không lặn sao ghép. Không lặn ghép, mừng dám canh nha. Dám canh được không? Được. Mắm 100 vô nó ngọt canh mấy đâu. Anh Tiên bây không có đi biển không? Có chứ. Anh đi biển 90 năm luôn rồi. Ủa sao anh đây mình ai cũng đi biển hết à? Hồi xưa đi đi lướt chuồng nhiều. Lẹ quê mình là nó lướt chuồng à? Ôi. Mới đầu đây đi lướt canh y bài. Ở quê mình thôi, ở quê thơm không? Thơm. Lướt chuồng ngọt thơm thơm. Ngon quá vậy ơi. Làm cứ coi. Đó. Là của cái bậc bà thím ở Cần Thơ á. Thím Cần Thơ á? Thím nào Cần Thơ mày? Thím bữa đó. Bà cô con muốn ngon rồi. Đấy, có đứa con gái mà cái đòi gõ tôi mà tôi chưa thấy mẹt á. Lúc nào cũng con rể á. Không thấy mẹt con gái đâu. Tìm banh thành rồi. Em qua thử coi. Dạ? Em qua thử coi. Má bỏ chồng thì á. Phải không? Má như vậy. Làm gì làm với Thái anh em ăn mấy mực với mấy độc lạ hoài là chả nó biết à. Thanh cũng nhận fan mắm không? Có một hồi sáng có một ông chú kìa. Cháu còn hiểu không nhớ đâu. Ông chú đó hầu mình liên hoan gì mà quay 4 con heo hay mấy con heo ở trường á. Ừ. Hai con. Không tới rồi hả? 4 con. Ông tới quay trong clip mình á. Ừ. Sáng hỏi chứ mấy mực ở đâu mà. Chú tụi con bán nhiều vậy ở đâu để chú qua chú mua hộp tôi thái thịt chẻ được miếng cho chú cứ qua trường mà đợt trước liên hoan đó là cố gặp tụi con rồi con đưa cho không biết kênh anh em mình cỡ bao nhiêu ngày mình đạt 100.000 người theo dõi không chắc đợt này lâu á, đợt này chắc phải lâu rồi, chắc lâu nữa anh em của mình còn chắc cũng nhanh tìm không ra nhanh. Ừ.
Cái mình mới có tìm ra. Mới người ta không cho tìm được. Có chỗ sơ dược là nó kéo lên chưa? Nói chung mà mình làm không? Làm nếu dùng mình đủ hay đủ chất lượng khán giả sẽ quay lại nhiều. Và khán giả mới nữa. Còn anh này cũng muốn anh này mình làm lại. Lần này nhiều đi sinh tồn nhiều nha. Nhiều anh em yêu cầu anh em làm lại đúng không? Nhiều anh em nhớ anh em cá mùa giờ con mà nhớ. Nhiều anh em chút tí à. Nói chung cũng nhiều kênh mà. Ăn thật nhiều kênh mà. Không có cái này anh em coi kênh khác cũng nhiều. Đấy. Anh em bánh mật mà để ngoài ăn. Để một hai hũ để ngoài ăn đúng bạn. Bánh mật là đúng mà để bên ngoài nó ngếu ăn. Mấy mực muối chua theo kiểu dân biển á. Cái kiểu y như dân bè hôm đi biển anh muối không? Kiểu y không? Đều ở ngoài biển á mà mình muốn muối là mình ăn liền á. Là mình muối nhạt hơn xíu nữa. Đó muối đâu nhiều được. Muối chút xíu thôi. Xíu xíu. Muối là ăn chỗ kia không trông bao nhiêu. Mật đâu có muối. Chứ ăn đi biển hờ còn mình lùi á. Em mặc câu mà nhỏ nhỏ nè, khá lén. Canh chủ đi ngủ mới lén, mới dám mặc, dám ăn. Hồi xưa đi lưới chuồng là cứ lượm ba cá thì cái tủa, cái dấu rồi đấy. Và cái bẹp. Bẹp, chế mì tô. Anh em đợt này quay lại làm phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Làm phải vất vả. Làm gì phải chịu khó thôi. Mình trao giá trị rồi. Mình trao giá trị hay thì mình sẽ mới mang lại được giá trị cho mình được. Cậu ghé hết xong rồi này bà. Đã. Cành ngon không? Làm một tô đã. Quay lại cho anh em xem một cái. Đơn giản là mà ngon. Không? Em làm cơm đơn giản rồi. Ăn hoài không ớn. Như vậy ăn hoài không ớn anh em à. Cầm nhận cá mà dầm mém vô ăn ngon vô à. Trời ơi mưa mà anh em làm biến đi chợ. Mém mật với mém độc đây anh em ra giường hái mới reo là. Hết cơm. Ăn miếng cơm nhiều không? Húp lại miếng canh của con Vũ này nữa. Ngừ tỉnh táo kìa. Nói chung người mà ăn chút cơm người nó mạnh. Ăn cơm ngừ được rồi. Người mà không ăn cơm là mình nhịn cơm mấy bữa là người yếu. Yếu xìu. Ngon. Cái miệng vẫn còn muốn ăn nữa. Mà no rồi. Là thật chén lên. Chén ăn nhanh, ăn thoải mái. Ăn có sức. Có sức chiến đấu. Hấp lại miếng canh nữa. Mém lúc nào cũng ăn được con anh em à. Mấy anh em ơi, mấy anh em mình hôm nay cũng đăng clip lên để thông báo cho anh em biết là anh em mình đã chính thức quay trở lại nha anh em ơi. Đấy, hy vọng là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nha. Anh em mình nhất quá tam ba bận rồi. Hai lần trước đã bị tắt kênh tiền, mắc kênh các kiểu rồi. Bây giờ anh em mình không biết làm sao nữa. Bây giờ cứ cố gắng hết sức thôi. Anh em nào yêu quý thì cứ ủng hộ anh em mình. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chào anh em nha. Chào anh em nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi đây. Khi nào anh em mình có clip thì anh em sẽ nhận được thông báo sớm nhất để anh em mình nhanh chóng đạt được 100.000 người theo dõi đầu tiên nha anh em ơi. Chào anh em nha.